Hôm 9 tháng 3, nhiều blogger bày tỏ lo ngại trước tin tập đoàn Thái Bình Dương của Tàu Cộng muốn được tham gia đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam tại Việt Nam theo hai hình thức EPC và BOTO. EPC là hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình chỉ do một chủ thể thực hiện. BOTO là hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh. Báo Vietnamnet dẫn lời ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập và là chủ tịch tập đoàn Thái Bình Dương cho biết, BOTO là mô hình được áp dụng rất thành công tại Tàu Cộng và có thể là mô hình hoàn thiện của hình thức đầu tư đối tác công tư PPP. Mô hình đầu tư PPP lý tưởng là doanh nghiệp tư nhân đầu tư. Sau này, nhà cầm quyền sẽ mua lại toàn bộ hoặc mua dần từng phần dự án. Nhằm trấn an dư luận, ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam được trích lời chủ trương đầu tư các đoạn tuyến đường dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Với hình thức nào đã được Quốc hội thông qua và sẽ đấu thầu rộng rãi, minh bạch, không chỉ định thầu. Cần thời gian thảo luận và nghiên cứu thêm về đề xuất hình thức đầu tư của tập đoàn Thái Bình Dương. Cũng theo báo Vietnamnet, Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam hiện đã phê duyệt nghiên cứu khả thi toàn bộ 11 dự án thành phần, gồm 3 dự án dùng vốn ngân sách và 8 dự án theo hình thức BOT. Thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông với chiều dài 654 km trong giai đoạn 2017-2020. 3 dự án đầu tư công gồm có cao bộ Mai Sơn, Cam lộ La Sơn, Cao Mỹ Thuận 2 sẽ được khởi công ngay trong năm nay. Còn đối với 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hiện đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư. Dự trù ban quản lý dự án sẽ phát hành hồ sơ mới thầu vào ngày 20 tháng 10 của năm 2019 và đóng thầu vào ngày 20 tháng 2 của năm 2020. Chuyên trang đầu tư tài chính Việt Nam của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài bình luận, các doanh nghiệp Tàu Cộng đang tham gia đầu tư xây dựng nhiều dự án cao tốc và hạ tầng giao thông nói chung trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng thường đưa lại các hệ lụy cho các nước sở tại. Mới đây, chính phủ Thái Lan cho biết các khoản vốn vay từ nước ngoài cho dự án đường sắt cao tốc Thái Lan Tàu Cộng sẽ được giảm suất mức tối thiểu để giảm thiểu nguy cơ nô lệ nợ nần của Bắc Kinh. Tại Việt Nam, dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do doanh nghiệp Tàu Cộng làm chủ thầu cũng gây tai tiếng trong nhiều năm qua vì tình trạng chậm tiến độ và đội vốn. Đáng lưu ý, trong lúc tin tập đoàn Thái Bình Dương dòm ngó dự án đường cao tốc Bắc Nam vừa mới chỉ loan ra, trang web của An ninh Quốc phòng hôm 9 tháng 3 cho hay, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tiếp ông Nghiêm Giới Hòa. Ông Hòa bày tỏ mong muốn tập đoàn Thái Bình Dương sẽ có cơ hội được đầu tư vào Việt Nam và thành phố Hải Phòng ở những dự án còn bỏ ngỏ với các hình thức đầu tư PPP, cũng như đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực quy hoạch, góp phần thúc đẩy kinh tế và cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam, Tàu Cộng. Vừa rồi là bài viết Tàu Cộng dòm ngó dự án đường cao tốc Bắc Nam của tác giả TK. Tiếp tục một những vấn đề quan tâm hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi bài viết Tiến sĩ Mắm bị mời ra khỏi phòng họp vì muốn kêu oan cho nước mắm của tác giả Hoàng Ngân, đăng trên báo Giao thông vào ngày 8 tháng 3 của năm 2019. Tiến sĩ Mắm bị mời ra khỏi phòng họp vì muốn kêu oan trên nước mắm. Cả hai lần, tiến sĩ Trần Thị Dung giơ tay phát biểu về dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm xong đều bị từ chối phụ phàng. Chiều 8 tháng 3, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã gặp gỡ báo chí để trao đổi về những nội dung liên quan đến dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam 1260-2019 vi phạm thực hành sản xuất nước mắm. Phút cuối, một cánh tay của người phụ nữ đứng tuổi giơ lên muốn phát biểu, xong bị chủ tọa ngăn cản. Người phụ nữ ấy chính là tiến sĩ Trần Thị Dung, chuyên gia nước mắm, nguyên cán bộ vụ khoa học và công nghệ. Bà cũng là người đầu tiên lên tiếng minh oan trên nước mắm truyền thống khi bị gắn mác nhiễm arsen cách đây hơn 2 năm về trước. Đã có rất nhiều câu hỏi liên quan tới nội dung dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam 1260-2019 được đặt ra nhưng chưa được trả lời thỏa đáng. Khi chủ tọa là ông Trần Văn Công, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, đơn vị soạn thảo dự thảo vội vàng tuyên bố kết thúc, bà Dung đã phải hét lên, kịch bản hơn 2 năm trước đã lặp lại. Mọi người hãy nghe tôi nói. Tuy nhiên, ông Công lập tức yêu cầu nữ chuyên gia rời khỏi khán phòng họp. Thậm chí khi bà Dung đã ra tới ngoài sân, còn bị bảo vệ gây khó. Chỉ tới khi báo chí lên tiếng, nữ chuyên gia này mới được đứng lại trao đổi thông tin. Cách đây hơn 2 năm, với sự kiện arsen trong nước mắm, tôi cũng phải hành động như vậy. Tôi muốn thay mặt các nhà sản xuất nước mắm truyền thống để nói ra, vì họ không được mời tới đây. Thực sự rất mất mặt, nhưng nếu không làm thế thì không còn cơ hội nào để nói, bà Dung mở đầu cuộc trao đổi.
Nhấn mạnh tên nước mắm chỉ được dùng cho sản phẩm làm từ cá và muối, chứ không phải dùng cho các loại lấy nước mắm về pha loãng với các hóa chất. Bà Dung đặt vấn đề, người ta đi từ đâu và định làm gì với các tiêu chuẩn ấy? Theo bà Dung, có đến hơn 50 nội dung quy định hoặc từ ngữ chưa xác, chưa phù hợp với thực tế sản phẩm nước mắm. Ví dụ như yêu cầu kiểm tra các loại thuốc thú y, bảo vệ thực vật, các nước mắm, trong khi nguyên liệu làm nước mắm chủ yếu là cá biển, chứ không phải là cá nước ngọt, cá nuôi. Còn nguồn nguyên liệu sản xuất nước mắm từ cá nước ngọt của một số nơi chủ yếu được lấy từ phụ phẩm của cá tra thì việc kiểm soát các chỉ tiêu trên không cần thiết. Bởi trên thực tế, phụ phẩm của cá tra khi sử dụng làm hàng xuất khẩu còn được kiểm soát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Những quy định này sẽ khiến các nhà sản xuất nước mắm thêm chi phí và thời gian để đi kiểm các chỉ tiêu không gây mất an toàn thực phẩm cho nước mắm. Hơn nữa, điều kiện sản xuất quy định ở trong quy trình này không phù hợp với hiện tượng sản xuất nước mắm của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, bà Dung nói. Trả lời câu hỏi nếu dự thảo tiêu chuẩn quy trình sản xuất nước mắm ra đời, điều lo ngại nhất là gì? Bà Dung chia sẻ, mặc dù tiêu chuẩn không bắt buộc nhưng sẽ là cơ sở cho cơ quan quản lý làm việc. Tôi lo ngại đang có sử dụng thẩm quyền của cơ quan nhà nước để đưa ra định nghĩa, xóa nhòa ranh giới giữa nước mắm truyền thống với nước mắm pha chế. Đây cũng chính là điều lo ngại của hơn 2.800 doanh nghiệp và các hộ sản xuất chế biến nước mắm truyền thống. Họ chỉ muốn được trả lại tên tuổi nước mắm cho nước mắm truyền thống. Cũng theo bà Dung, không thể nói các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống hiện nay chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi là người đã gắn bó mấy chục năm nay với quy trình sản xuất nước mắm truyền thống. Tất cả các cơ sở này đều đã được cấp phép đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới được hoạt động. Do đó, đừng có đem những thông tin vớ vẩn để xuyên tạc sự thật, bà Dung nhấn mạnh. Nữ chuyên gia cũng đặt câu hỏi tại sao phải chạy theo tiêu chuẩn của nước ngoài mà lại gạt bỏ tính truyền thống của đặc sản địa phương. Codex là tiêu chuẩn thực phẩm chung của thế giới, song các nước vẫn có quyền ra tiêu chuẩn riêng cho các sản phẩm của mình. Thứ hỏi, làm nước mắm có mấy khi được cá tươi? Nước mắm truyền thống có mùi khăm khẩm. Người nước ngoài không thích nhưng người Việt lại rất thích. Cũng như người dân ở các nước châu Âu rất ưa thích các loại phô mai, thối, bởi đó là đặc sản địa phương và họ cũng có tiêu chuẩn riêng, bà Dung dẫn giải. Vừa rồi là bài viết Tiến sĩ mắm bị mời ra khỏi phòng họp vì muốn kêu an cho nước mắm của tác giả Hà Ngân. Tiếp tục một những vấn đề quan tâm hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi bài viết Tham nhũng chính sách của tác giả Mai Quốc Ứng, đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 9 tháng 3 của năm 2019. Tham nhũng chính sách là một loại tham nhũng đặc biệt, thay vì chỉ thuộc các công quỹ như tham nhũng, thì việc tạo ra các hành lang pháp lý bất hợp lý để trục lợi, từ đó với mức độ lâu dài, nguy hại cao hơn. Lấy một ví dụ về việc tiêu tốn năng lượng của xã hội như cách ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu về việc thi lại bằng lái xe nếu bị mất. Sẽ mất không chỉ tiền xăng xe, thời gian, cơ hội công việc để đi, thì thi lại của rất nhiều trường hợp tài xế mất bằng lái, mà còn là các khoản thu của các trung tâm tổ chức thi lái xe. Một ví dụ khác, việc không công bố kết quả quan trắc môi trường công khai để người dân giám sát khiến các doanh nghiệp có cơ hội xả thải mà dân không biết kêu ai. Độc quyền thông tin kết quả quan trắc khiến cho ngành tài nguyên môi trường cũng dễ dàng hơn trong việc kiểm tra và định đoạt mức phạt nếu doanh nghiệp vi phạm. Muốn xử nhẹ, phải ngoan và như vậy ô nhiễm xuất hiện thì dân dân lãnh đủ với ngay cả chi phí y tế, từ khám chữa bệnh cho bảo hiểm xã hội, chi trả cũng có nguồn gốc từ thuế dân. Vào ngày 8 tháng 3, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức họp báo cung cấp thêm thông tin về dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam 12607-2019 quy hợp thực hành sản xuất nước mắm. Họp báo về quy chuẩn nước mắm nhưng lại không mời các hiệp hội nước mắm truyền thống như Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành Hồ mà chỉ mời công ty Liên Thành và công ty Xuyên Việt. Họp báo về nước mắm nhưng chuyên gia giơ tay phát biểu thì không có nói. Hiểu về cách đơn giản là một khi các quy chuẩn được ban hành theo kiểu giết nước mắm truyền thống thì người Việt chỉ còn một lựa chọn là nước chấm có vẻ giống nước mắm với bản chất là nước muối, đạm công nghiệp và hương liệu. Nhưng nếu chỉ nhìn một hội thảo liên quan đến các nhân vật có mặt, những nhân vật không được nói thì hiểu về tham nhũng chính sách quá hời hợt. Những tài phiệt đứng sau chi tiền thông thường không muốn, không cần xuất hiện, cái họ cần là chính sách có lợi cho tập đoàn của họ, bất chấp là dùng cách nào. Một trong những cách để tham nhũng chính sách là bịt kín thông tin phản biện, kể cả dùng trò bẩn. Ví dụ một người hay một nhóm người khiếu nại, khởi kiện, tố cáo quan chức xử lý sai về quyền sử dụng đất của mình thì bị vu là phản động.
tụ tập đông người gây mất trật tự, bị thế lực thù địch lợi dụng, vân vân. Hồi ban hành nghị định 109/2010 về xuất khẩu gạo, có một anh chủ doanh nghiệp đã được mời lên uống trà vì phản đối sự độc quyền mà nghị định này dành cho các tổng công ty lương thực của hai miền. Tại Việt Nam có rất nhiều ví dụ như vậy về tham nhũng chính sách. Từ trung, các bộ ban ngành để xuất hiện tham nhũng chính sách có hai dạng. Một là bảo vệ quyền lợi của bộ ban ngành minh qua việc cấp phép, đào tạo, đánh giá, thẩm định, kiểm tra giấy phép con. Hai là tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp sân sau chiếm đoạt tài nguyên, thao túng nguyên liệu, độc quyền thị trường, vân vân. Những người bị tác động lớn nhất của tham nhũng chính sách không hẳn là người trong lĩnh vực mà chính sách bị tham nhũng tác động xấu. Về bản chất, toàn thể nhân dân hay toàn thể người tiêu dùng mới là nạn nhân. Lớn hơn nữa, đất nước cũng là nạn nhân của tham nhũng chính sách. Đào tài nguyên lên và bán thôi mà cũng lỗ cả trăm ngàn tỷ như các tập đoàn than khoáng sản Việt Nam đang vận hành, chính là một ví dụ tiêu biểu về tham nhũng chính sách. Bán tài nguyên giá rẻ rồi nhập về giá cao cũng là điển hình của tham nhũng chính sách. Nói cách khác, tham nhũng chính sách ăn mất phần con cháu của chúng ta và tô điểm thêm sự xa hoa của con cháu chúng nó. Tham nhũng chính sách mà xuất hiện trong giáo dục thì có thể tạo ra nhiều lớp dân ngu. Có dễ thấy nhất của việc ngu dân là những kẻ ngu xuẩn nhất lại đi ca ngợi bọn tham nhũng chính sách. Tham nhũng chính sách cũng tạo ra những lớp dân hèn, tiêu biểu của cái hèn đó chính là việc im lặng trước bất công, thậm chí là coi những người chính trực đang bảo vệ quyền lợi của mình, của cộng đồng hay của đất nước là phản động. Nhưng ô nhiễm hay nợ công thì về bản chất chia đều cho tất cả. Việc ngu hóa, hèn hóa, bần cung hóa nhân dân chỉ mang lại sự giàu sang, xa hoa, danh tiếng cho các quan chức, chủ doanh nghiệp, thao túng chính sách và người thân của họ. Nếu con đĩa chỉ hút máu người thì tham nhũng chính sách có thể hút luôn trái tim nhân ái, hút cả não trạng để phân biệt đúng sai, hút hết sức sáng tạo lẫn nhân cách đứng lên đối diện với bất công. Tham nhũng chính sách mà liên quan đến ô nhiễm thì có thể hút cả sinh mệnh con người trên một diện rộng và để lại hậu quả về thái hóa, giống nòi qua nhiều thế hệ. Trước tham nhũng, chính sách không có chuyện ngu si hưởng thái bình. Trước tham nhũng chính sách, biết mà im cũng chết, biết mà đấu tranh cũng chết. Nên trước tham nhũng chính sách, có nhiều người đã vứt bỏ tôn nghiêm, tự trọng và lòng dân để tham gia trở thành một bộ phận tham nhũng chính sách. Tham nhũng chính sách là một cách nói khác của việc đi ngược lại các giá trị phổ quát về con đường chân, thiện, mỹ mà nhân loại hướng đến. Với tôi, bọn tham nhũng chính sách chỉ là bọn giống người bởi thức ăn, nước uống và việc tiêu dùng xa hoa của chúng đều có thặng dư bằng sinh mệnh của con người. Tiếp nối chương trình Việt Live hôm nay là một bình luận thời sự mở đầu bằng bài bình luận Việt Nam cạn kiệt ngoại tệ 100 triệu Mỹ Kim còn không có để trả nợ của tác giả Minh Quân, đăng trên Việt Nam Thời báo vào ngày 10 tháng 3 của năm 2019. Việt Nam cạn kiệt ngoại tệ 100 triệu Mỹ Kim còn không có để trả nợ. Cuộc khủng hoảng nợ Việt-Nhật đã kéo dài tròn một quý. Tính từ thời điểm nhà thầu Nhật Bản hẳn không còn chịu nổi thói dây dưa, chây ì và còn có thể muốn xù nợ của đối tác Việt Nam tại dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở Thành Hồ. Đã phải phát thư đòi nợ và cũng đồng thời là thư khiếu nại. Ngày 7 tháng 3 của năm 2019, nhà cầm quyền Thành Hồ thêm một lần nữa phải gửi văn bản khẩn cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin tạm ứng ngân sách trung ương hơn 2.150 tỷ đồng để thanh toán cho nhà thầu ngoại quốc thi công tuyến Metro số 1. Nếu trung ương không cho thành phố ứng tiền thì kiến nghị Thủ tướng cho thành phố tạm ứng từ ngân sách của thành phố để trả nợ. Nhà thầu ngoại quốc trên chính là nhà thầu Nhật Bản, do báo chí nhà nước không dám gọi thẳng ra như thế. Dự án Metro số 1 được thực hiện từ nguồn vốn ODA của Nhật do ngân sách trung ương bố trí và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Đến nay, công trình này đã thực hiện được 62% nhưng đang phải tạm dừng vì hết tiền và nhà thầu Nhật tuyên bố dừng do nợ bị nợ tiền kéo dài. Dự án trên đã trở nên nổi tiếng không chỉ bởi nạn đội vốn đến hơn 30.000 tỷ đồng mà còn do một cái chết chấn động vào đầu tháng 11 của năm 2018, ông Võ Phi Anh, mới có 54 tuổi và là phó tổng giám đốc Cienco 6, đơn vị thi công một số hạng mục thuộc công trình tuyến Metro số 1 tại Thành Hồ, chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang văn phòng làm việc. Cái chết bằng dây thừng này bị nghi vấn cao về tiêu cực của những quan chức phụ trách dự án này. Chi tiết ngoại giao rất đáng chú ý là cú đòi nợ của Nhật đã từ nhà thầu lên tới cấp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam rồi đến cấp bộ trưởng ngoại giao Nhật. Có thể cho rằng là lần đầu tiên Nhật Bản, quốc gia mà Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn vốn phát triển chính thức ODA và luôn mơn trớn người Nhật để được vay mượn và nhận viện trợ không hoàn lại nhiều hơn thế,
đã công khai vi vụ đòi nợ cho quốc tế biết, bất chấp phía Việt Nam kiên định giữ kín câu chuyện đáng xấu hổ này. Gần đây nhất vào ngày 18 tháng 1 của năm 2019, trong cuộc gặp với ông Toshiko Abe, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nhật Bản, Chủ tịch Thành hội Nguyễn Thành Phong đã phải hứa hẹn sẽ trả món nợ hơn 100 triệu Mỹ Kim cho nhà thầu Nhật trước ngày 1 tháng 2 của năm 2019. Nhưng đến nay đã quá thời hạn của lời hứa cuội đó. Vào lúc này, nhiều dư luận đã dậy lên đỡ hỏi, nhà cầm quyền và Thủ tướng Phúc khẳng định nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc và quỹ dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục hơn 60 tỷ Mỹ Kim. Nhưng tại sao chỉ nợ có 100 triệu Mỹ Kim mà không chịu trả cho nhà thầu Nhật? Từ tháng 5-6 của năm 2018, tình hình viết đô cho quỹ dự trữ ngoại hối đã chậm hẳn lại. Để cho đến nay, không còn nghe báo cáo thành tích dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng phi mã. Cũng trong thời gian đó, Nguyễn Xuân Phúc và hai cơ quan tham mưu là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính một lần nữa, trong nhiều lần kể từ năm 2011 đến nay, phải tính đến việc gom 500 tấn vàng trong dân, mà rất có thể sẽ được quy đổi sang Mỹ Kim để trả nợ nước ngoài. Chưa bao giờ kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện tâm thế sốt ruột đến thế, khi cứ nặng nặc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải có giải pháp thu gom vàng và ngoại tệ trôi nổi trong dân. Dù đến nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn chỉ biết cách duy nhất để gom là cho in tiền ồ ạt và tung hàng núi tiền đồng ra thị trường tự do để thu mua ngoại tệ và vàng. Vụ gia công quyền Thành Hồ với nhà cầm quyền Việt Nam đã quá chây ì trong việc trả nợ khoảng 100 triệu Mỹ Kim cho nhà thầu Nhật cho thấy thực trạng quỹ dự trữ ngoại hối Việt Nam đang có thể đang cạn kiệt nhanh chóng. Một mơ mộng chợt bay bổng. Nếu được thanh toán cho nước ngoài bằng đồng Việt Nam, vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đặc biệt với một nhà nước có truyền thống in tiền phi mã, đó cũng là bối cảnh mà hàng năm ngân sách của chính thể độc đảng bắt buộc phải trả nợ từ 10 đến 12 tỷ Mỹ Kim nợ nước ngoài. Mà nếu không trả được, thì sẽ bị các tổ chức tín dụng quốc tế chế tài đủ thứ chuyện. Vừa rồi là bài bình luận Việt Nam cạn kiệt ngoại tệ, 100 triệu Mỹ Kim còn không có để trả nợ của tác giả Minh Quân. Tiếp tục một bình luận thời sự hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi bài Căng thẳng Biển Đông gia tăng sau vụ tàu cộng đâm chìm tàu Việt Nam của tác giả Thanh Phương, đăng trên đài phát thanh quốc tế Pháp vào ngày 8 tháng 3 của năm 2019. Căng thẳng Biển Đông gia tăng sau vụ tàu cộng đâm chìm tàu Việt Nam. Tình hình Biển Đông